Hôm nay em lại về được một mẫu cực kỳ là hot luôn. Thì mẫu này đã ngưng sản xuất rồi. Thật sự thì em cực kỳ tiếc khi cái mẫu này đã ngưng sản xuất. Bởi vì cái mặt này là một trong những cái mặt vi tính mà em rất là thích. Mặt này và mặt vi tính nâu. Thì mặt này sẽ phù hợp với các cô, các chú lớn tuổi hơn là các anh chị em trẻ. Bởi vì khi đeo cái chiếc này lên thì thứ nhất nó là để mi vàng và cái mặt vàng của nó sẽ làm cho cảm giác nhìn nó sẽ đứng tuổi hơn. Chiếc này cực kỳ là đẹp luôn. Đó, vẫn còn nguyên cả dán bảo vệ. Bên em đã dán vào cẩn thận chiếc đồng hồ này để tránh bị chảy xước, bởi phần khóa rất là dễ chảy xước. Còn đây, chiếc này về ngoại hình thì đẹp 98-99%. Tình trạng thì cực kỳ là keng luôn. Đó, mặt vi tính vàng, các tia của nó chạy thì cực kỳ là đẹp. Đây, mọi người nhìn vào cái phần khóa này thì thấy chiếc đồng hồ này chủ đeo cực kỳ giữ luôn. Vẫn còn nguyên cả siêu khóa của hãng. Cái siêu đỏ đấy là siêu của hãng, chứ còn không phải là bên em dán lại đâu. Đây, còn giờ em lên đeo lên tay cho mọi người xem. Thì thứ nhất là size này thì size 36mm, phù hợp với những người tay nhỏ. Và đây là mắt 2. Đây, mắt 2 thì cái chỗ này nó sẽ là hai mắt, chứ còn nếu mà mắt 1 thì chỗ đấy nó sẽ liền vào với nhau. Còn đây, chiếc này về tình trạng thì còn đầy đủ cả hộp, sổ, thẻ. Và con này date 2019, cực kỳ là keng luôn, 126233. Đấy là model của chiếc này. Đấy, đầy đủ sổ lớn, sổ nhỏ. Em cất đi, em tập trung vào chiếc đồng hồ này. Thì chiếc này sẽ phù hợp với những người thích sự trưởng thành một chút. Anh chị quan tâm đến dòng sản phẩm này thì liên hệ em qua hotline ở góc phải màn hình thì em sẽ tư vấn cho anh chị và sẽ cho anh chị một cái mức giá ưu đãi tốt nhất ở bên em.